không như phiên bản trước nữa. Mình cảm thấy làm cái gì, nhưng mà đây mình khóa lại và mình thử làm nhé. Không biết có lên được không? Đây. Đây, bây giờ xem Nana có lên được không? Thử thôi nha các bạn nhé. Trò này không ai nào. Thử nào. Cho vào gần. Ơ, lên được này. Lại tăng thêm tiếp. Rồi, và kể cả nó 2 thì mình cũng vẫn dùng nhá. Bây giờ đa số là mình chơi thử, có trận nào thì mình cũng sẽ cho Hayabusa vào các bạn. Mình nói thật, tại vì đây đây nó lỗi đàm thực sự các bạn. Nó khỏe kinh khủng khiếp. Nó mà có một cái hút máu nữa. Đây, một mình nó cần này. Kinh khủng khiếp. Đây đây. Đây đây, đây chém này. Xong rồi vừa nãy có thanh kiếm. Đây đấy, thanh kiếm nhảy xuống vào đầu đó. Thế nó mới thực sự bá đạo. Nên là mình khuyên các bạn Hayabusa 2 thì các bạn cũng cho vào nhé. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình lại làm một video mới. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến với các bạn bộ, đó là Phương Bắc kết hợp với đội hình Thiết Giáp, và có thể mình sẽ kết hợp luôn với cái đội hình đó là Thích Khách. Vậy thì mình sẽ giới thiệu qua như sau. Trước tiên mình xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Bông Chét. Ở giai đoạn đầu này này thì mình giới thiệu về cái đội hình mình chơi. Có nghĩa mình sẽ sử dụng đội hình 6 Thiết Giáp kết hợp với 3 phương Bắc. Tại vì sao? Tại vì khi mình sử dụng cái con chỉ huy Benny này này thì phải có đội hình phương Bắc kết hợp vào các bạn. Như vậy ấy, thì nó mới có thể có lợi thế về vàng. Đúng không? Cái con Fanco nó sẽ kéo về và chúng ta sẽ có vàng ấy thôi. Nhưng mà cũng phải lên nhanh được đội hình phương Bắc. Và ở giai đoạn đầu này thì có những cái con, ví dụ con phương Bắc các bạn cứ lấy vào nhá. Hoặc là những cái con Thiết Giáp các bạn cứ lấy vào. Chơi một cách đơn giản như vậy thôi. Và cái con Led Lay thì mình sẽ để như này để mồi các bạn. Và mình giới thiệu qua đội hình Thiết Giáp tí. Thiết Giáp khi các bạn có 3 con trở lên ấy, thì nó sẽ hồi 3 mana nhá. Và làm giảm 15 sát thương của tướng đối phương. Giảm đi 15 mana của tướng đối phương. Có nghĩa là nó giống như kiểu cái đội hình đế chế đợt trước ấy. Tóm lại là khi đánh vào đội hình của bạn thì bên kia sẽ bị giảm sát thương và quân của mình sẽ được tăng sát thương. Và khi chúng ta kết hợp đủ 6 Thiết Giáp thì nó cũng sẽ giúp hồi 6 mana và làm giảm 35 sát thương, giảm 35 mana của đối phương. Cứ nói sát thương quen mồm. Rồi, và con Led Lay của mình thì cũng không bẫy được một con nào cả. Có con Nana thì mình cứ để tạm này, tí nữa nếu mà vào bẫy được ấy thì mình sẽ bán đi, và để bàn cờ xoay thì mình sẽ lấy, còn không thôi cứ để nguyên như vậy. Rồi, vừa nãy mình nói xong Thiết Giáp rồi, có nghĩa là nó giống với cái đội hình đợt trước, đó là đội hình đế chế. Và phương Bắc thì nó vẫn giữ nguyên. Nữa là có thể tí nữa mình sẽ kết hợp với kiếm khách nhá. Đấy, cũng chả biết nào. Và tí nữa xem cái trận đấu như nào đã. Nhưng mà mục đích là cứ lên đủ 6 Thiết Giáp trước là ok nhất. Rồi, và kết hợp một cách từ từ. Với cả lối chơi cách chơi này ở giai đoạn đầu mùa các bạn cứ chơi một cách bình thường thôi. Cũng chưa phải là phải tính toán cái gì cả. Với cả giai đoạn đầu này nó có nhiều lỗi các bạn, mình cũng không hiểu sao nữa. Mình chơi vài trận, có trận mình. Nhưng mà đến khi mình làm video này này thì mình thấy là đội hình chiêm tinh với Uki Nam đại ca. Mình đang chơi, bạn comment thôi kệ, cứ để đấy. Chắc là ý là muốn mình làm về đội hình. Thì mình cũng thấy video mình ấy cũng có các bạn xem và cho mình những cái lời khuyên rất là bổ ích. Mình cảm ơn rất nhiều và đưa ra cho mình các đội hình nữa cơ. Và mình sẽ chơi thử đội hình nào ok thì mình chơi được và cảm thấy ok ấy, thì mình sẽ làm video nhá. Đấy, đơn giản như vậy thôi. Và giai đoạn đầu này các bạn sử dụng cái con chỉ huy này. Bạn ơi, chơi bộ chiêm tinh với kỹ năng 3 của chỉ huy Uki đi. Ừ đúng rồi, chiêm tinh thì nó sẽ tăng sát thương lên bao nhiêu ấy nhở. Chiêm tinh nếu mà khi các bạn có 6 con hoặc là 3 con thì nó sẽ tăng 150 sát thương và hồi lại 80% máu gây ra. Thế thì rất ngon. Ở giai đoạn đầu này thì mình sẽ chọn lấy tốc đánh nhá. Tốc đánh và mình chọn cái kiếm, đó là không phải cái kiếm, cái gậy như ý, được chưa? Thế mình lại xem qua cái đội hình chiêm tinh thì mình sẽ nói qua đội hình chiêm tinh nhá. Có nghĩa là ý của bạn đấy là chắc là muốn mình chơi đội hình chiêm tinh rồi sử dụng nó sẽ búp lên thì nó sẽ cực kỳ là khỏe mạnh, đúng không? 150% sát thương và tăng thêm
tăng thêm 80% máu gây ra. Rồi ok, quay được lên con Nana luôn này. Thôi bây giờ mình sẽ không liên thiên về vấn đề ngoài nữa, đi vào trận đấu. Nếu mà các bạn chơi ở giai đoạn đầu này, thấy con Hayabusa các bạn lấy vào nhá, để kích hoạt cái bộ kiếm khách. Và mình thấy con Hayabusa nó cực kỳ là khỏe. Các bạn có Hayabusa 1 hoặc là 2, 3 thì không nói rồi, các bạn cứ lấy vào, được chưa? Còn về đội hình chiêm tinh thì có thể ở video sau mình sẽ thử chơi nhá. Và làm được, nhưng mà mình chỉ huy Uki thì mình cũng ít chơi các bạn, mình mua về để đấy thôi. Có thể mình sẽ có thể thử kết hợp với đội hình khác. Nếu mà các bạn xem qua thì thấy video mình cũng hay, ok, các bạn hãy ấn đăng ký like và ủng hộ cho mình. Còn nữa là video rất là dài, nên là các bạn hãy mình cũng cảm thấy là nó cũng sẽ hơi mất thời gian các bạn. Nếu mà như thế thì các bạn có thể để lên tour 1.5 và 1.25 nhá, để ở chế độ xem ấy, thì nó sẽ bớt được tí chút thời gian, nhưng mà chắc là nó sẽ hơi nhanh đấy. Đấy, như vậy thôi. Với cả bây giờ sử dụng này mình đang bảo là tính để có con Phương Bắc lấy, nhưng mà chả tí nữa phải lên được level 7, level 8 thì mới tỷ lệ xuất hiện con Aurora mới nhiều. Đây, chốt lại nhá, mình thấy cái chơi đội hình thiết giáp này này, các bạn cứ có thể kết hợp Phương Bắc hoặc như nào cũng được. Giai đoạn đầu thì có những cái con thiết giáp các bạn lấy vào, thế thôi. Và từ từ. Còn đối với cái chỉ huy Benny thì nó sẽ cực kỳ bị toang mất nhiều máu. Lại được con Habi. Nó sẽ bị toang nha. Nói nhiều quá mỏi mồm các bạn. Với cả trận này mình cảm thấy cái con chỉ huy Benny của mình cũng không ok lắm, không bẫy được vào cái vòng nhiều các bạn. Rồi Saber. Saber lên 3 các bạn. Thử chơi cái trò này, cái trò này không hay, thử thôi. Ôi không lên được. Có nghĩa là giai đoạn đầu mình có thể, các bạn cái trò này biết rồi phải không? Nhưng mà nó sẽ dần dần fix thôi, nên mình cũng khuyên các bạn chả nên dùng làm gì cả. Đặt Nana mình lấy về. Có nghĩa là các bạn cứ lên được 1 hoặc 2 con có thiên phúc phải không? Thì các bạn lấy về để xuống bắt cờ dưới. Thế thôi, tí nữa làm được thì làm, không thôi. Tóm lại nó cũng chả hay ho gì đâu. Các bạn nhìn cái em biết rồi. Với cả sau một vài bản cập nhật nó khắc fix hết rồi mà. Mình đánh giá là cái thiên phúc này nó lại dựa vào may mắn, không như cái trước nữa các bạn. Không như phiên bản trước nữa. Mình cảm thấy là cái gì, nhưng mà đây mình khóa lại và mình thử làm nhé. Không biết có lên được không? Đây. Đây, giờ xem Nana có lên được. Thử thôi nha các bạn nhé. Trò này không ai nào. Thử này. Sau vào trận. Lên được này. Lại tăng thêm tiếp. Rồi, và cái sau tên quái thì các bạn hãy cứ mở slot cho mình. Tóm lại cái trò này thì bạn nào cũng biết rồi. Giai đoạn đầu ra mà nó bị bung ấy, thì mình cũng dùng và làm có trận mình được 9 con, 10 con có thiên phúc liền. Nhưng mà kiểu gì mình cũng khuyên là các bạn chả nên dùng làm gì đâu. Sau vài lần thì sau bản cập nhật này mình chơi thì thấy lúc được lúc không, lúc cũng chả được. Nó cũng chả có hay ho gì lắm. Rồi, và đi vào trận đấu chính thôi. Đội hình Phương Bắc thì nếu mà như cái video trước mình chơi với cái con Fera, nó cực kỳ là khỏe đúng không? Các bạn cảm nhận thấy không? Fera mà lên 3 cực kỳ là khỏe. Đấy, nhưng mà trận này mình nghĩ chắc khó lên rồi, với cả mình chơi đội hình thiết giáp mà. Yeah. Còn sắp xếp đội hình thì các bạn giai đoạn đầu cứ sắp xếp này thôi. Cũng tránh để rối mắt thì các bạn cứ đặt ở những, nó là chủ yếu là kiếm khách, nó dạng kiểu sát thủ ấy. Thì nó cũng các bạn để cuối. Hayabusa Shell. Còn Hayabusa, mình cứ hay thích gọi nó là như vậy. Còn Hayabusa. Và khi các bạn lên được cái đội hình ví dụ như 4 kiếm khách ấy, thì nó khi đủ 4 kiếm khách thì đánh thì nó sẽ gây ra 70% sát thương và tạo ra một, có cơ hội nhá, tạo ra một cái thanh kiếm vừa đánh nó vừa sẽ bay ấy. Mình xem qua đội hình các bạn tí. Rồi, và cái con Saber của mình thì cũng rất là khỏe nhá, vì nó lên 3 được rồi mà. Đấy. Còn mình thực sự là tin tưởng, và bây giờ kiểu con Hayabusa nó bị lỗi đam hay nào các bạn. Thực sự là thế. Nó kiểu bị lỗi đam hay sao ạ? Mình thử làm lại lần nữa. Cũng không lên được. Tóm lại là cũng lúc được lúc không các bạn, không như đợt trước nữa. Đấy. Nha.
và được cái con Agut thì các bạn cứ lấy Agut. Còn giai đoạn đầu sắp xếp đội hình các bạn cứ giữ nguyên và để như vậy, cũng không cần phải cố gắng là phải sắp xếp nó nhìn đẹp hoặc như nào cả. Tóm lại là thay đổi liên tục. Ui, ôi cái bạn Tiến Đức này, bạn Tiến Đức này lên được cái con Helcurt level 3. Tính ra Helcurt bạn đang level 2 thôi nhỉ, nhưng mà lại lên được level 3 luôn nhỉ. Tí nữa mà mình có đồ sau turn, và các bạn sau cái turn quái, à không phải, sau turn hộp vận mệnh rồi nhá, các bạn lại phải mở slot. Các bạn hiểu ý mình không nhỉ? Nếu mà tùy từng trận thôi, có thể là các bạn sẽ không mở, và các bạn mở thì các bạn có nghĩa là roll lên được. Rồi mình lại lấy như ý đi. Mình cứ thích tốc đánh các bạn. Trước là gậy như ý mình hay lấy cho con Mia, nhưng mà bây giờ Mia thì mình thấy đội hình này, đội hình sát thủ với kiếm khách thì nó khỏe quá. Dùng Mia 3 sao cũng bị quẹt quẹt tí là chết, nhưng mình không dùng nữa. Bây giờ cái con Hayabusa nó đang bị lỗi đam, nên là mình ưu tiên là dùng con Hayabusa nhiều hơn. Có đồ như nào thì mình cứ dồn cho Hayabusa nhá. Và mình cứ mở slot ra này, kích hoạt lên cho mình cái đội hình đó là đấu sĩ đã. Đấy, các bạn hôm trước mình có hứa một bạn là bảo chơi đội hình đấu sĩ với đội hình giác đấu. Các bạn giác đấu phiên bản trước nó bá đạo mà. Mình làm được rồi nhưng mà chỉ được top 2. Còn video đấy mình lại không có thời gian. Mình chơi bình thường thì không phải vừa chơi vừa bình luận đấy. Cũng chả ghi lại để làm nên là mất rồi. Nhiều bạn cho ra bảo là cho nhiều đội hình nó cũng hay, ok chứ, nhưng mà mình làm gì có thời gian, đúng không? Có, vẫn có nhưng mà ít. Với cả vừa chơi vừa bình luận xong là mệt nữa. Chắc là sau này mình cũng sẽ cố gắng cho ra nhiều video hơn. Mình xem qua đội hình đấu sĩ bây giờ nó có lên được hẳn 9 đấu sĩ. Có đội hình đấu sĩ vào thì nó sẽ hồi máu so với sát thương gây ra. Dù gây ra 10 sát thương thì chúng ta sẽ có con Aurora lấy vào. Gây ra sát thương thì chúng ta sẽ hồi được 2,5 máu kiểu đấy. Nó tăng 25% mà. Còn Lelay này thì thôi tí nữa. Tóm lại là tí nữa mình sẽ cố gắng cho lên đủ 6 thiết giáp càng nhanh càng tốt. Và giai đoạn đầu này thì mình hãy cứ dùng hết đồ cho Hayabusa nhá. Và các bạn cứ để cái góc như mình này nhá. Đấy, để góc ở giữa, tóm lại góc bên phải nhiều hơn. Như thế thôi. Và sắp xếp thì các bạn có thể sắp xếp theo của mình. Mình tin tưởng con Hayabusa các bạn. Tí nữa mình có Hayabusa mà các bạn có cái đồ, chỉ cần hai cái đồ đó là một cái tốc đánh này, một cái hút máu và một cái đồ tóm lại là đồ đồ kháng phép cũng được, hoặc là đồ tanh cũng được. Đơn giản như vậy thôi. Rồi, và đây thì sau tân quái nhá, có thể sau tân quái thì mình sẽ lại mở slot. Các bạn có thể cho mình ý kiến, nếu mà thấy video mình dài quá thì có thể nên tua nhanh đi không chẳng hạn. Tại vì mình thấy các bạn chơi thì cũng xem qua về để cái giai đoạn cuối là xem nên chơi đội hình như nào nó hợp lý. Còn cái cách sắp xếp đội hình thì có nghĩa là phải thay đổi liên tục các bạn. Với cả khi mình còn hai hoặc còn hai người đối đầu nhau ấy thì mình mới xem xét đội hình các bạn thôi. Chứ giai đoạn đầu này cũng biết ai với ai mà lần, nhảy đâu mà lần. Trừ trường hợp các bạn chơi nhiều xong nhìn quen, với cả biết những cái bạn kia vừa đây gặp rồi thì kiểu gì cũng gặp bạn này và bạn nọ thế thôi. Chơi này nó cũng rối mắt mà các bạn. Với cả mình đánh giá qua cái phiên bản này một tí, theo mình cảm nhận ấy thì rối mắt thực sự các bạn. Với cả cái thiên phúc này nó cũng không mang cái tính nữa nhỉ, đúng không? Còn sắp xếp cái kiểu nhăng ra, mình có cả cái chỗ đợt có cái thiên phúc kia nữa, sắp xếp rối linh tinh hết. Xong là kiểu để lên thiên phúc ấy, nhiều lúc có những cái con có đồ mình còn không cho, mình còn lấy ra ngoài cơ, không thèm cho vào bàn cờ nữa. Nó rối thực sự ấy. Rồi con Karien mình cứ lấy về. Tóm lại là sau cái đợt hồn vận mệnh, mở hồn vận mệnh này hoặc sau tân quái thì các bạn, ôi đây quan quản cái con Karina, thì các bạn cứ mở cái slot ra nhá. Và ôi trời ơi, Hayabusa của bạn Tiến Đức này các bạn. Tóm lại là lên được 6 thiết giáp thì nó cũng ok rồi, nhưng mà cũng chưa khỏe đâu. Tí nữa mình sẽ phải xem và xếp lại. Trời ơi, chơi này nhiều lúc nó cũng yếu tim phết. À, lên slot. Mình bán con này tạm này nhá.
Sẽ mình lại chơi cái trò này, không biết có lên được không nữa. Không lên được các bạn. Tóm lại là cũng lúc được lúc không, bây giờ dạng hên xui thôi. Chơi cái bài này thì cũng không được rồi. Thế thôi. Nào, bây giờ cứ đi vào trận đấu và xem thôi. Tí nữa thì với cả không biết trận này nó sẽ được top mấy đi. Con Busa như này cũng khỏe nhỉ. Nếu mà mình lên được 2 Busa 3 thì khỏi phải nghĩ các bạn. Kể cả nó 2 thì mình cũng vẫn dùng nhá. Bây giờ đa số là mình chơi thử có trận nào thì mình cũng sẽ cho 2 Busa vào các bạn. Mình nói thật. Tại vì đây nó lỗi đam thực sự các bạn. Nó khỏe kinh khủng khiếp. Nó mà có một cái hút máu nữa. Đây, một mình nó cần này. Kinh khủng khiếp. Đây, chém này. Xong rồi vừa nãy có thanh kiếm. Đấy, thanh kiếm nhảy xuống vào đầu đó. Đây, nó mới thực sự bá đạo. Nên là mình khuyên các bạn 2 Busa 2 thì các bạn cũng cho vào nhé. Cứ không phải đợi 3 mà 2, hoặc là chỉ có một con 2 Busa hoặc hai con 2 Busa. Các bạn cứ lấy vào hết, không phải nghĩ ngợi gì. Đen lầy. Ô, đây, tóm lại bây giờ cái thiên phúc thì các bạn không phải là như cái trước nữa. Như cái mới ra nữa, bùng có thể lên 7-8 con hoặc 9-10 con nữa. Mà là nó cũng dựa vào một phần may mắn thôi. Đấy, cả trận đấu mình chỉ lên được 2 con thôi. À, tính ra lên được 3 lần thiên phúc các bạn. Ok, lại cứ đi vào trận đấu này thôi. Và mình sắp xếp lại một tí. Kéo được con Ranger về. Con này đọc Ranger hoặc như nào mình đọc là Granger. Ừ. Rồi ok. Cái này đi. Rồi sau hộp vận mệnh này mình có thể mở slot tiếp nhé. À, đây. Như này thì mình lấy tăng sức chứa các bạn. Chắc chắn là mình phải lấy tăng sức chứa. Tội gì không lấy để cho các bạn khác đúng không? Nhưng mà trong nhiều trường hợp thì mình sẽ lấy cái lấy cái thứ khác, có nghĩa là lấy cái gì nhỉ? Lấy cái thiết bị của Clot các bạn. Ừ, mình sẽ lấy thiết bị Clot. Hoặc là tóm lại là tùy từng giai đoạn của từng trận đấu thôi. Chọn và lấy đội hình như nào đấy cho nó một cách phù hợp nhất. Đấy, và đến đây, ủa có con Linh này. Mình sẽ phải cho rồi để tạm này đã. Tí nữa có thể là mình sẽ nâng slot nhá. Và kích hoạt đủ cái đội hình kiếm khách các bạn. Phải như vậy. Chứ không là đội hình kiếm khách nó cũng cực kỳ là mạnh đấy. Có đủ 4 kiếm khách thì khỏi phải nghĩ luôn. Đấy, nó sẽ gây ra sát thương rất nhiều và nó cũng sẽ... Tóm lại là có cái kiếm ở trên đầu ấy, cực kỳ là khỏe. Và chủ yếu là sử dụng cho cái con Hayabusa này. Đơn giản như vậy thôi. Rồi, bây giờ cứ đi xem nhá. Cái con Hayabusa các bạn thấy nó lỗi không? Lỗi thực sự, con Linh cũng khỏe đấy. Nhưng mà Hayabusa mình này, bây giờ chỉ có nó mà có một cái đồ hút máu nữa thì thôi. Thay cho cái chiến giáp hoàng hôn ấy. Và bạn này bạn tránh chung rồi, bạn đã đi. Ok, nói nãy giờ hơi mỏi mồm bạn. Các bạn xem qua video mình thấy đến đây thì cũng có thể là cũng hay. Và cái có thể áp dụng cái lối chơi thì các bạn có thể thử áp dụng xem nhá và chơi xem. Con Ranger lấy làm gì? Tán đi. Đấy. Thì mình cũng chỉ nói đơn giản như vậy thôi. Đội hình lên được vừa nãy từ đầu mình cũng lên được 6 thiết giáp rồi thì nó cũng cực kỳ là khỏe rồi. Với cả mình lại có cái con phương Bắc đó, con Fera nữa, nó ulti lên nữa thì nó cũng vừa tăng giáp xong lại cũng tăng được một phần nào nữa, nên là cũng rất là ok. Và chủ yếu trận này thì mình cũng chơi test thử qua con đội hình thiết giáp thôi. Thực ra đội hình thiết giáp nó cũng khỏe đấy, nhưng mà còn nhiều đội hình khác nó cũng khỏe hơn. Với cả mình chơi được đến giai đoạn này cũng dạng như kiểu mạo hiểm các bạn. Đây, và mình lại hạ được một bạn nữa. Các bạn cảm nhận thấy đâu? Hay bui xa lại lấy về. Thật, nếu mà không may đội hình mà nó chơi dạng này nó cũng hơi toang sớm các bạn. Nhưng mà khi các bạn mà nhân phẩm, tóm lại cờ bây giờ có cái thiên phúc này nó thuộc dạng nhân phẩm rồi. Thế thôi. Và có thể sau tuần này thì mình sẽ cho con Linh vào nhá. Cho cái con Linh vào nó sẽ ổn hơn so với con Thammert, con quỷ này. Mình nghĩ là như vậy đấy. Con Fera thì có thể tí nữa mình sẽ roll tiếp để cố lên được con Fera 3. Hoặc không thì thôi mình sẽ không lên nữa. Cứ để tạm và giữ nguyên như vậy. Đấy. Rồi.
sau tuần này thì từ từ đã nhá các bạn, mình cũng sẽ phải xem cố lên được con Fera 3 càng tốt, nhưng mà không lên được thì thôi, lấy cái chiến dìu này rồi, chiến dìu thì cứ dồn cho con Fera tạm xong. À hay là tí nữa mình sẽ dồn cho con Linh Fera lên 2 mình. Ồ thế là phải cho con Hayabusa lên 3 các bạn, phải cho lên bán luôn, mình sẽ bán luôn cho lên 3 ngày, không phải nghĩ. Như này thì Hayabusa nó sẽ vô đối rồi, phải cân hết team nhá. Ok, cảm nhận thế luôn các bạn. Còn cái bạn Zest No Limit này nữa, trận này mình chơi đến đây thì cũng ổn rồi. Và mình cảm thấy là chơi đội hình phương Bắc thì sẽ kết hợp với mình chơi cái con chỉ huy Benny này thì có thể kết hợp với bộ phương Bắc hoặc với bộ Đông Vũ. Bộ Đông Vũ nó là cái bộ Long tộc trước ấy. Đây, Hayabusa ulti à? Ulti cái nào? Đúng rồi. Ui, các bạn thấy lỗi không? Lỗi thực sự. Đấy, kinh khủng khiếp không? Mình tưởng quả này mình đi toang rồi. Ai ngờ. Đây, và cái bên nhân bản mình cũng thắng luôn cái bạn này. Bạn Zen No Limit Limited này. Linh thì chắc chắn là mình sẽ cho vào nha các bạn nha. Phải cho vào chứ, tội gì không lấy con Linh nhỉ? Tí nữa xem à. Ôi dồi ôi, lên luôn, không phải nghĩ. Audura cũng lên luôn 2. Đấy, và bây giờ mình cứ xem và tận hưởng thôi. còn cái cách sắp xếp đội hình thì các bạn cứ sắp xếp và để như nguyên như vậy. Mình sẽ lấy dồn đồ, chủ yếu là dồn, sẽ dồn cho Linh nhá, và con Hayabusa này. Còn con Saber thì, đối với con Saber thì mình sẽ không dùng nữa. Đấy, khi lên đủ đội hình 4 kiếm khách thì thực sự, ui, mình vẫn ăn được nha các bạn nhá. Kể cả các bạn đấy, các bạn mình thấy xem qua các bạn nói về cái con Odette ấy. Con Odette thì nó cũng rất là khỏe phải không? Có thể một mình cũng cân hết được đấy, nhưng mà gặp đấy, gặp đội hình này thì cũng thế thôi. Không kịp ulti luôn. Không có ulti thì cũng chỉ được ulti một cái thôi. Chả kịp hút hồi lại gì máu luôn. Thực sự là cũng rất là khỏe nhỉ. Rồi video mình đến đây là không biết thắng hay thua ban này nữa. Bạn chả thay đổi gì, sắp xếp này thì mình cũng chả cần sắp xếp gì nhiều đâu. Tại vì cũng chả có cái chiến thuật gì đâu mà. Với cả cái đội hình của mình là nó kiếm khách, nó cũng dạng sát thủ, cứ để sắp xếp ở dưới và nhảy lên thôi. Mình sẽ lấy con Nana tanh. Đấy, nó dạng như vậy mà. Ủa, không biết ăn được. Còn Odette ulti này, ulti kinh khủng khiếp không? Nhưng mà đây, con Hayabusa của mình cũng là quá bá luôn các bạn. Nên là mình đa số là trận nào chơi mình cũng sẽ lấy cho con Hayabusa vào nhá, để kết hợp. Nó là tinh hồn của trận đấu ấy. Thực sự là thế. Với cả chắc là mình nghĩ là sau vài phiên bản nữa thì nó ở đây thì rồi. Mình sẽ lấy cái lưỡi gươm Mao Linh nhá, để biến cho cái đội hình bạn nó thành nhỏ bé đi. Và mình nghĩ là chắc chắn sẽ win nhanh hơn. Lưỡi gươm Mao Linh thì chắc chắn là cho con Aurora rồi. Nó cũng tự sắp xếp cho luôn rồi các bạn. Giờ này thì roll hoặc không roll thì cũng thế thôi. Cũng chả còn gì để mất rồi. Bạn này cũng chả sắp xếp đội hình gì. Còn ai đi theo bạn thì cũng tóm lại là không lên 3, lên 4 nên là mình cũng không sợ. Chủ yếu là con Hayabusa của mình sẽ cần hết các bạn, mình nói thật. Hayabusa với Linh nhá, hai con này cực kỳ khỏe và bá đạo. Đấy, các bạn xem qua video mình đến đây không biết thắng hay thua nữa thì cũng mình thấy nó cũng ok rồi. Các bạn thấy video mình hay thì hãy ấn like giúp mình nhá. Xong rồi có những cái đội hình nào nó bá đạo và khỏe như bạn nói về đội hình Chiêm Tinh và Uki ấy, thì có thể video sau nếu mà mình chơi thử được thì mình sẽ bình luận và làm luôn. Đấy, và video của mình đây đến đây chắc chắn là mình thắng rồi và kết thúc rồi. Mình cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi và ủng hộ mình. Có ý kiến gì thì các bạn comment xuống cho mình nhé.